Và trận đấu đã bắt đầu. Như vậy trong hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam ra quân với trang phục toàn đỏ, có xu hướng phòng ngự phản công. Nhưng với sơ đồ 5-4-1 ngày hôm nay thì gần như họ sẽ xây dựng tuyến phòng ngự của mình. Coi vào! Đó là những gì mà chúng ta rất muốn thấy từ Tiến Linh. Một lỗ hổng rất lớn ở hàng phòng ngự của U22 Lào và chân sút của Baker Max Bình Dương đã tận dụng rất tốt thời cơ. Tình huống không hiểu ý của các hậu vệ bên phía U22 Lào đã khiến họ phải trả giá. Và chấp thời cơ rất nhanh của Tiến Linh. Vừa rồi đó là tình huống có phần lưỡng lự của trung vệ áo số 6 bên phía U22 Lào, đó là Kittisak. Đây là Thanh Sơn. Như vậy theo như chúng tôi quan sát được thì người đang đá cùng với Việt Hưng đã có lỗi việt vị của Văn Hậu. Ở vòng chung kết, thưa các bạn, ở vòng loại U23 châu Á vừa qua thì U22 Lào cũng chỉ có thể có được vị trí thứ 3 bảng đấu của mình. Diễn ra vào đầu năm sau tại Thái Lan. Đánh đầu khá nguy hiểm, lại một tình huống không chiến và lần này người tham gia tấn công là trung vệ Ngọc Bảo. Ở trận đấu gặp U22 Brunei thì U22 Việt Nam đã có được rất nhiều cơ hội đến từ những pha không chiến, từ những quả đá phạt góc hay những quả đá phạt gián tiếp như vậy. Văn Hậu phối hợp với Hùng Dũng. Văn Hậu. Như vậy trước đó thì Hùng Dũng đã rơi vào thế việt vị. Chúng ta có thể thấy là ở những phút vừa qua của trận đấu, Hùng Dũng đang giữ vai trò là một cầu thủ chơi tự do ở bên cạnh Quang Hải, và ngay phía sau của Tiến Linh cũng sẽ lôi kéo các hậu vệ áo trắng của U22 Lào để tạo khoảng trống cho Tiến Linh. Đường truyền dành cho Tiến Linh, cơ hội thoát xuống Tiến Linh, cú sút rất đơn giản cho Nguyễn Tiến Linh. Vừa rồi thì bộ đôi của BK Max Bình Dương đã phối hợp để mang lại bàn thắng thứ hai cho U22 Việt Nam. Hồ Tấn Tài là người đã thực hiện đường truyền để Tiến Linh thoát xuống. Và Nguyễn Tiến Linh đã không bỏ qua cơ hội để đánh bại thủ môn Xe Sa Phát lần thứ hai trong trận đấu này. Cùng một góc sút và cùng một kết quả, đó là bàn thắng đã đến cho các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Đó là tình huống để bắt bóng của cầu thủ Bufachan bên phía U22 Lào. Và ngay lập tức các cầu thủ U22 Việt Nam đã chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Triệu Việt Hưng. Đường truyền rất hay của Việt Hưng. Văn Hậu. Bàn thắng đã đến cho Văn Hậu. 3-0. Chúng ta cùng chờ xem. Có vẻ như đã có lỗi việt vị của Văn Hậu. Chính vì thế mà chúng ta thấy hậu vệ cao lớn của U22 Việt Nam đã không ăn mừng bàn thắng. Ở góc quay này thì theo như chúng tôi nhận định thì Văn Hậu chưa việt vị. Chủ nhân dân Triều Tiên Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta tiếp tục theo dõi một cơ hội tấn công dành cho các thủ Việt Nam, đó là pha đánh đầu của Tiến Linh. Ở các lứa đội trẻ như U23, tuy nhiên đến lúc này thì Tiến Linh mới là lựa chọn số 1 ở trên hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đức Chiến, cú sút từ rất xa của Đức Chiến. Tiến Linh và mở bóng cho Văn Hậu. Quả tạt rất tốt của Văn Hậu, không vào. Có đến hai chiếc áo đỏ băng vào để đón đường truyền của Văn Hậu. Và chạm bóng bằng chân không thuận của Việt Hưng. Về Việt Nam không được tốt, mong quý vị khán giả thông cảm. Văn Hậu. Văn Hậu, pha đột phá của Văn Hậu, cú sút không vào. Của đội tuyển U22 Việt Nam cũng không ngờ rằng Văn Hậu lại táo bạo trong tình huống lên bóng của mình như vậy. U22 Lào không phải là một đối thủ quá mạnh và các cầu thủ U22 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để có thêm bàn thắng. Hùng Dũng, bàn thắng thứ 3 đến với các cầu thủ U22 Việt Nam.
Và người lập công là Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được bổ sung vào đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Các trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lên tiếng trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 là cú đúp của Tiến Linh. Còn đây là pha phối hợp bất tường giữa Quang Hải và Hùng Dũng. Hai cầu thủ đã quá hiểu nhau, những người thi đấu cùng nhau trong máu câu lạc bộ Hà Nội và cũng như là đội tuyển quốc gia. Thêm một pha dứt điểm lạnh lùng nữa đến từ các chân sút của U22 Việt Nam. Rõ ràng là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U22 Việt Nam ngày hôm nay đã được cải thiện đáng kể. Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Tiếp tục là cơ hội dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiến Linh cơ hội đập hat-trick, và dĩ nhiên là với một chân sút lạnh lùng như Tiến Linh thì anh không thể bỏ qua cơ hội này. Bàn thắng thứ 3 dành cho Nguyễn Tiến Linh, tỷ số là 4-0. Như vậy là cả hai tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam ở đấu năm nay, mỗi người đều đã có cho mình một hat-trick. Ta cùng theo dõi lại tình huống cướp bóng của Trọng Hoàng, cầu thủ được tung vào sân trong hai, và một đường chuyền rất vừa tầm để Tiến Linh băng xuống. Không có một trở ngại nào dành cho Tiến Linh trong pha băng xuống này. Đánh đầu, như vậy là đã có bàn thắng dành cho U22 Lào. Đúng như chúng tôi đã cảnh báo, U22 Lào sẽ cố gắng triệt để tận dụng những tình huống cố định của mình. Và vừa rồi là tình huống màn phòng ngự U22 Việt Nam đã không có được sự bọc lót cho nhau tốt và đã để lỏng một cầu thủ của U22 Lào. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ áo số 19 Kahan, người thi đấu ở vị trí trung vệ của U22 Lào. Bùi Tiến Dũng có lẽ là người đã mắc lỗi khi không theo kèm cầu thủ đối phương. Quang Hải cú đá ngay. Thanh Sơn, Tiến Linh, cú đá thẳng. Thành cao 1m85 và đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hải Phòng. Vừa bất ngờ nhưng cũng mang tính thuận lợi cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức cú sút rất nhanh, vẫn còn. Thêm một cú sút nữa. Người vừa thực hiện cú dứt điểm đó là Quang Hải. Không có lỗi thiết bị, Trọng Hoàng rất đơn giản cho bàn thắng của U22 Việt Nam. Một tình huống phá bẫy thiết bị rất kinh nghiệm của Trọng Hoàng và tỷ số là 5-1 cho U22 Việt Nam. Niềm vui rất lớn dành cho các cầu thủ viên của Việt Nam đang có mặt ở sân Binan và cả những người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Đường chuyền rất chính xác đó là của tiền vệ Thanh Sơn. Mặc dù đang chơi với hàng phòng ngự dàn ngang đến 7 chiếc áo trắng, nhưng ở tình huống vừa qua thì các cầu thủ U22 Lào vẫn bỏ quên Trọng Hoàng. Vào ngày Chủ nhật 1 tháng 12, Trọng Hoàng đường chuyền cho Triệu Việt Hưng. Vẫn là cầu thủ đỏ, Quang Hải cú sút. 6-1 cho các cầu thủ U22 Việt Nam và đó là đội trưởng Quang Hải. Ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Quang Hải cũng đã có cho mình pha lập công đầu tiên trên đất Philippines. Một tình huống sửa lòng vào góc xa quen thuộc của số 19 bên phía U22 Việt Nam. Người đã thực hiện đường trả bóng để Quang Hải dứt điểm đó là Văn Hậu. Những người đã rất hiểu nhau. Thủ môn Say Sa Phát hoàn toàn không